Rồi, xin chào toàn thể anh em cộng đồng mạng nha. Lại một buổi sáng chúng ta lại tiếp tục mời anh em thưởng thức ly trà nóng hổi này nha. Nghe tiếng nhạc buổi sáng để bắt đầu một ngày làm việc mới. Anh em đang nghe qua CD ô tô phiên bản đã được độ chế full và đang nghe qua Bluetooth có giải mã 4.2 đấy. Đây. Em mở cho anh em một bài buổi sáng nha. Anh em thích nghe Hà Nội sáng nay rất là lạnh. Nghe một bài về Hà Nội cho anh em nhé. Nam Tí Băng Kiều. Rất thơm anh em ạ. Mới rót ra mà thơm. Thơm lắm, trà thơm. Rồi mời anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Ngày nào em cũng đăng clip cho nó vui, chia sẻ cùng anh em. Anh em nào có nhu cầu cùng đam mê thì chủ động liên hệ để anh em cùng giao lưu nha. Em rất nhiều đồ nhưng cũng chỉ là những người đam mê chơi với nhau thôi, không cửa hàng cửa hiệu gì to tát đâu. Nên anh em nào mà cùng có sở thích đam mê audio trao đổi với nhau thì anh em cứ chủ động Zalo hoặc điện thoại cho mình.
mình chơi cực kỳ nhiều món. Thì thực ra cái mình đam mê nhiều thứ lắm. Rất nhiều nha, đồng hồ cho đến các kiểu mình chơi hết. Nên rất muốn gặp được những anh em mà cùng sở thích đam mê để trao đổi với nhau. Và nha, hẹn gặp lại anh em ở clip sau.